lời chào và thông điệp với tri thức Việt Nam về sự kiện Sư Thích Minh Tuệ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên trang Facebook của tác giả Ngô Khởi về viết sự kiện Thầy Minh Tuệ, bài viết này đã nhận được rất nhiều lời thán phục từ cư dân mạng. Lời văn lý lẽ sắc sảo được đưa ra. Trong video hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị bài viết ý nghĩa này để chúng ta cùng suy ngẫm. Vài lời với tri thức Việt Nam về sự kiện Thầy Thích Minh Tuệ. Tôi không muốn thực ra là không dám bàn thêm về câu chuyện của Thầy Thích Minh Tuệ. Phần vì hiểu biết có hạn. Phần vì hơn một tháng qua, chuyện của Thầy Minh Tuệ đã trở thành một cơn bão truyền thông với hàng trăm ngàn bài viết cùng sự tham dự của rất nhiều cây bút cực kỳ uy tín, sắc sảo. Và đó không chỉ còn là vấn đề của riêng giáo hội hay Phật giáo. Chuyện của Thầy đã thực sự trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, có sức lan tỏa rộng khắp trong nhiều lĩnh vực như mạng xã hội, báo chí, thời trang, âm nhạc, hội họa, văn học, từ thiện. Thậm chí tiếng vang của sự kiện này cũng đã vượt ra ngoài Việt Nam để đến với rất nhiều nước trên khắp thế giới. Chính vì lẽ đó, hôm nay tôi chỉ muốn bày tỏ mối băn khoăn của cá nhân mình khi thấy đã có không ít người, trong đó có cả những bậc trí thức, là những cây bút có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng, đang lo lắng cho rằng ở vào thời điểm này, truyền thông chính là yếu tố gây bất lợi, ảnh hưởng nhiều nhất đến Thầy Thích Minh Tuệ. Mình không nên nhắc đến sư nữa, chỉ lặng lẽ theo dõi và sẽ lên tiếng khi thật cần thiết để sư được yên ổn tu hành. Nhưng liệu có sức mạnh nào có thể ngăn cản được bước chân của Thầy Minh Tuệ? Nếu không phải chỉ là một vài thử thách tô đẹp thêm cho con đường tu tập của Thầy mà thôi. Xin mọi người hãy bình tâm, đừng quá suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền. Chúng ta đã cùng chứng kiến trong hơn một tháng qua, hàng ngàn hàng vạn con người đã đeo bám theo Thầy. Một số lượng quá đông đúc, ồn ào, có lúc đã trở nên náo loạn, bao gồm cả những người hâm mộ, hiếu kỳ, những kẻ ấp ủ những mục đích riêng, cùng với đội ngũ YouTuber, Facebooker, TikToker, gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự, dẫn đến việc chính quyền phải vào cuộc can thiệp, thậm chí còn bị kẻ xấu tranh thủ lợi dụng xuyên tạc theo chiều hướng chính trị hóa. Nhưng việc hành đạo của Thầy vẫn tiếp tục như chưa từng bị gián đoạn. Giữa thiên thanh bạch nhật, đầu trần chân đất, ba y, một bác, áo tu tự may từ rẻ rách nhặt ở đầu đường, bãi tha ma, ngõ chợ, chỉ khất đồ chay, nước lọc, không nhận tiền bạc tài sản. Ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, nghĩa địa, cung kính xưng con với tất cả mọi người. Dù cho ai kia có xua đuổi, chửi mắng, đánh đập, cũng không sân hận, ngược lại còn hoan hỉ chúc phúc cho người ta. Ngay cả con sâu cái kiến cũng không nỡ giết. Thử hỏi như thế thì còn hại được đến ai? Và ai có thể nỡ lòng làm hại? Đó chính là bản lĩnh, có thể gọi là phi phàm, mà Thầy đã tôi luyện được trong suốt 6 năm trời ròng rã tu tập vừa qua. Thế nên mới nói, truyền thông chắc chắn không phải là thứ đủ sức để có thể gây ảnh hưởng đến con đường đi tới cõi Phật của Thầy. Dẫu có người nào đó muốn dùng truyền thông bẩn nhằm bịa đặt, vu cáo đối với Thầy, cũng đâu phải dễ. Đến đây, tôi lại nhớ tới một bài về Thầy Thích Minh Tuệ của một trong những nhà báo nổi tiếng đang sở hữu hàng chục ngàn fan hâm mộ. Trong đó anh viết, cũng như trong căn nhà đóng kín, chúng ta sẽ không thấy được gì, nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào, lập tức thấy bụi bặm, nhảy múa đảo điên. Thật là một cách mô tả vừa văn vẻ, giản dị, lại vừa vô cùng chân thực về sự kiện Thích Minh Tuệ. Nhà báo ấy cũng chỉ rõ, không thuyết pháp, không giao giảng, không nói đạo lý, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống đời đức hạnh, sư Minh Tuệ đã làm hiện nguyên hình tất cả tà sư và tà pháp trong một xã hội rộng lớn đang nhiễu loạn. Như vậy, phải chăng đây chính là lúc các bậc trí thức yêu nước Việt Nam, những con người có kiến thức sâu rộng, tấm lòng bác ái và tinh thần vì cộng đồng, bằng bút lực của mình cần phải nhất loạt lên tiếng tỉnh thức Phật tử bốn phương, giúp họ nhìn cho rõ một sự thật. Sự kiện Thầy Minh Tuệ chính là cơ hội vô cùng quý hiếm, như là một cuộc cách mạng, để cứu lấy Phật giáo Việt Nam, cứu lấy những nền tảng đạo đức đang bị suy đồi, đưa Phật tử cả nước thoát khỏi cõi u mê của đám ma tăng, tà sư đang hàng ngày hàng giờ lừa và si. Người dối Phật, phá nát đạo Pháp, làm đảo điên, luân thường đạo lý, băng hoại đạo đức xã hội. Và sức mạnh của cuộc cách mạng đó đang nằm ở chính Thầy Minh Tuệ và truyền thông. Giả sử vì một lý do nào đó, Thầy dừng tu tập,
thì những thế lực đen tối dù vừa bị giáng một đón chí tử từ sự xuất hiện của thầy, chắc chắn chúng sẽ hò nhau cùng tranh thủ ngóc đầu trở dậy. Còn nếu như thầy vẫn trên con đường đi tới Niết Bàn, nhưng truyền thông lại cứ lặng thinh, toàn xã hội chẳng hề có bất kỳ một tin tức gì về thầy, thì việc tu tập của thầy dẫu có chân tu chính đạo đến đâu cũng chẳng khác nào áo gấm đi đêm, làm sao có thể tiếp tục tỏa sáng, làm lộ diện những bụi bặm bẩn tưởi, xua tan những bóng đen hắc ám. Điều mà hàng triệu con tim Việt Nam đang ngày đêm mong ngóng chờ đợi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Là một công dân Việt Nam, tôi luôn mong muốn những bậc trí thức hãy làm tròn sứ mệnh và trách nhiệm của người cầm bút. Hãy tiếp tục viết, viết nhiều hơn và mạnh hơn nữa về sự kiện Thầy Minh Tuệ, về tình trạng của Phật giáo Việt Nam thời hiện tại, trên tinh thần xây dựng, tôn trọng sự thật và lẽ phải, chống lại mọi sự giả dối. Chính vốn kiến thức sâu rộng và sự sắc sảo của các vị sẽ làm cho viên ngọc quý Minh Tuệ ngày càng trở nên chói sáng, tỏa ánh hào quang rực rỡ, xua đi tất thảy mọi bóng dáng của ác ma, tà đạo, dị hợm, để cứu lấy bá tánh, để giúp cho Phật tử cả nước có cơ hội được hít thở một bầu không khí tín ngưỡng thực sự thanh sạch, hạnh phúc và an bình. Lời bình qua kênh truyền thông và sự ảnh hưởng. Truyền thông chắc chắn không phải là thứ đủ sức có thể gây ảnh hưởng đến con đường đi tới cõi Phật của thầy. Dẫu có người nào đó muốn dùng truyền thông bẩn để bịa đặt vu cáo đối với thầy, cũng đâu phải dễ. Bài học từ thầy Thích Minh Tuệ. Nhà báo này cũng chỉ rõ rằng không thuyết pháp, không giảng đạo, không nói đạo lý, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống đời đức hạnh. Sư Minh Tuệ đã làm hiện nguyên hình tất cả tà sư và tà pháp trong một xã hội rộng lớn đang nhiễu loạn. Phải chăng đây chính là các bậc trí thức yêu nước Việt Nam, những con người có kiến thức sâu rộng, tấm lòng bác ái và tinh thần vì cộng đồng, bằng bút lực của mình cần phải nhất loạt lên tiếng thức Phật tử bốn phương, giúp họ nhìn rõ một sự thật. Sự kiện Minh Tuệ chính là cơ hội vô cùng quý hiếm, như là một cuộc cách mạng để cứu lấy Phật giáo Việt Nam. Cứu lấy những nền tảng đạo đức đang bị suy đổi, đưa Phật tử cả nước thoát khỏi cõi u mê của đám ma tăng tà sư đang hàng ngày lừa người dối Phật, phá nát đạo pháp, làm đảo điên luân thường, đạo lý, băng hoại đạo đức xã hội. Sức mạnh của cuộc cách mạng đó đang nằm ở chính thầy Minh Tuệ và truyền thông. Lời kêu gọi đến trí thức Việt Nam. Là một công dân Việt Nam, tôi luôn mong muốn những bậc trí thức, những lời chia sẻ chân thành, những hành động nhỏ nhất để ủng hộ sư Minh Tuệ. Hãy làm tròn sứ mệnh và trách nhiệm của người công dân, người cầm bút. Hãy tiếp tục viết, tiếp tục phản ảnh những tật xấu, đả kích Minh Tuệ. Viết mạnh hơn và nhiều hơn nữa về sự kiện thầy Minh Tuệ, về tình trạng Phật giáo thời hiện tại, trên tinh thần xây dựng, tôn trọng sự thật và lẽ phải, chống lại mọi sự giả dối, sai trái và độc ác. Chính vốn kiến thức sâu rộng và sự sắc sảo của các vị sẽ làm cho viên ngọc quý Minh Tuệ ngày càng trở nên chói sáng, tỏa ánh hào quang rực rỡ, xua đi tất thảy mọi bóng dáng của ác ma tà đạo dị hợm, để cứu lấy bá tánh, để giúp cho Phật tử cả nước có cơ hội được hít thở một bầu không khí tín ngưỡng thực sự hạnh phúc và bình an. Dưới bài viết, rất nhiều ý kiến bình luận của các bạn đọc đã được để lại. Bài bình luận rất hay và chính xác. Bài viết quá xuất sắc, những lời đó đã nói lên tất cả, cảm ơn tác giả. Bài viết quá hay và đúng như những gì mà Phật tử cả nước mong muốn. Các trí thức nên tiếp tục đưa tinh thần thầy Thích Minh Tuệ lan rộng, đập tan ma tăng nhũng nhiễu bá tánh không để ngóc đầu dậy. Chứ ai lại như ma tăng, mang tiếng trụ trì mà đem cọng lông cọng cỏ lừa gạt bá tánh giả vong hốt tiền, những kẻ u mê. Kết luận. Bài viết thật tuyệt vời, đã nói lên nỗi lòng của người Phật tử chân chính, khởi lòng từ bi, đem ánh sáng đến cho mọi người thoát khỏi u mê.